Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 179 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Đảo mắt đã qua 92 năm, cách một chỗ vô cùng xa xôi với Đại Mạc Vực. Nơi này được gọi là Khiên Ơn Vực. Ở đây có bố trí một thời không truyền tống trận. Ở trong hạch tâm của trận pháp, trên tinh cầu Tam Tiền Tinh, bên trong thời không truyền tống trận kia có quang mang bắn ra, thời không liền vặn vẹo. Tiếp đó lập tức có hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là thiếu niên mặc áo bào trắng, lưng đeo một thanh kiếm, cùng với một nữ tử mặc áo bào màu đỏ. Hai người bọn họ chính là Kỳ Linh và Tô Vô Cơ, đến từ Đại Mạc Vực xa xôi. Đã đến Tam Tiền Tinh rồi. Kỳ Linh và Tô Vô Cơ đi ra khỏi trận pháp, nước mắt nhìn ra xa xa. Ầm ầm. Ở chỗ xa xa có một dòng suối đang phun nước. Suối phun cao chừng vạn trượng. Ở trên bầu trời có những ngôi sao đang chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng như hòa. Bởi vì bên trong tinh thần có ba đạo suối phun cực lớn. Mỗi một đạo suối phun đều cao lớn, giống như núi cao nguy nga vậy. Vì vậy mới được gọi là Tam Tuyển Tinh. Rốt cục cũng đã đến Tam Tuyển Tinh rồi. Vẻ mặt của Tô Vô Cơ cũng có chút nghiêm túc nói: Chủ nhân à, kế tiếp chính là Hắc Ám Chi Hải, nguy hiểm nhất đó. Đúng vậy, qua Hắc Ám Chi Hải, như vậy khoảng cách với Thiên Thân Cung cũng không còn quá xa xôi nữa. Kỳ Linh cũng gật đầu nói: 92 năm, Kỳ Linh và Tô Vô Cơ trải qua rất nhiều cương vực, có rất nhiều chỗ phải dựa vào phi hành, xuyên qua không gian để tiến lên, cho nên mới tốn thời gian lâu như vậy. Ở trên đường, hai người Kỳ Linh cũng đã gặp qua một ít nguy hiểm, một ít hoàn cảnh ác liệt nguy hiểm, thậm chí còn có một ít tu hành giả muốn cướp giết hai người Kỳ Linh. Bất quá, đối với hai người Kỳ Linh mà nói, không tính là chuyện quá khó khăn gì. Dám cướp Kỳ Linh ngư, quả thực chính là tìm cái chết. Từ Đại Mạc Vực đến Thiên Thương Vực, nơi nguy hiểm nhất chính là Hắc Ám Chi Hải này. Kỳ Linh và Tô Vô Cơ sóng vai mà đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn về phía hư không ở xa xa. Kỳ Linh mở miệng nói một câu: Xuyên qua toàn bộ Hắc Ám Chi Hải, dùng tốc độ của chúng ta, tàu đoán có lẽ cũng phải cần tới 800 năm. Vèo vèo vèo. Xa xa bỗng nhiên có ba đạo lưu quang bay tới, rất nhanh đã đến phía trước mặt hai người Kỳ Linh. Đây chính là ba tu hành giả có khí tức cường đại, mỗi người đều có khí tức thế giới cảnh, hai nam một nữ. Hai vị đạo hữu. Nam tử cầm đầu có chút khôi ngô mỉm cười đi tới nói: Đến Tam Tuyển Tinh, hai người muốn xuyên qua Hắc Ám Chi Hải đúng không? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu cũng không có phủ nhận. Tên nam tử khôi ngô này lại cười nói: Tại hạ là Hướng Lô, vị này chính là Phong Du Thế Giới Thần, còn vị này chính là Thủy Lan Hỗn Độn Tiên Nhân. Vị nam tử có chút tuấn mỹ, mặc một thân áo tím ở bên cạnh cũng gật đầu với hai người Kỳ Linh. Phong Du xin bái kiến hai vị đạo hữu. Thủy Lan cũng xin bái kiến hai vị đạo hữu. Vị nữ tử Hỗn Độn Tiên Nhân này cũng có dung mạo không thua gì Tô Vô Cơ cả, khí chất so với Tô Vô Cơ lại càng thêm mị hoặc. Nếu như nói Tô Vô Cơ tựa như một đóa hỏa diễm tràn ngập lực hấp dẫn, như vậy vị nữ tử gọi là Thủy Lan Hỗn Độn Tiên Nhân này lại giống như vũng nước nhu hòa. Tại hạ gọi là Bắc Minh, vị này chính là Hỏa Tiên Tử. Kỳ Linh cũng giới thiệu nói: Bắc Minh đạo hữu, Hỏa Tiên Tử đạo hữu. Nam tử khôi ngô dẫn đầu nói: Chúng ta từ phía xa nhìn thấy hai vị đi ra khỏi thời không truyền tống trận, lại còn dừng lại ở lại chỗ này, cho nên chúng ta mới suy đoán có lẽ chư vị muốn đi qua Hắc Ám Chi Hải này. Tin rằng hai vị cũng hiểu rõ Hắc Ám Chi Hải này nguy hiểm như thế nào, mà thời gian xuyên qua lại rất dài, trong quá trình xuyên qua còn tùy thời có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nếu như chỉ có vài tồn tại thế giới cảnh mà đã muốn lưu toan xuyên qua Hắc Ám Chi Hải, chuyện này rất khó khăn, lại tràn ngập nguy hiểm. Kỳ Linh và Tô Vô Cơ đều gật đầu cũng không có nói gì. Đúng vậy, rất là nguy hiểm. Từ Đại Mạc Vực đến Thiên Thương Vực cũng dài dằng dặc như vậy, nguy hiểm cũng có rất nhiều. Thế nhưng Hắc Ám Chi Hải này nếu tính về độ nguy hiểm còn có thể xếp vào vị trí thứ nhất, cho dù dùng thực lực của Kỳ Linh cũng không dám nói có 100% nắm chắc vượt qua được. Cho nên các đạo hữu muốn vượt qua Hắc Ám Chi Hải bình thường đều liên hợp lại với nhau rồi mới xuất phát. Nam tử khôi ngô kia cười nói: Ý định của chúng ta lần này là gặp 99 đạo hữu thế giới cảnh, tốt nhất là có thể kết hợp với hợp lại với nhau, về sau lại cùng xuất phát vượt qua Hắc Ám Chi Hải. Hiện tại bên phía chúng ta đã có hơn 80 vị đạo hữu rồi,
mà ba người chúng ta tới đây chính là bởi vì muốn mời hai vị cũng gia nhập với chúng ta. Sao, tụ tập đủ 99 vị ư? Kỷ Linh và Tô Vũ Cơ nhìn nhau. Yên tâm, đợi khi có đủ người, tất cả các đạo hữu thế giới cảnh sẽ lập ra lời thề bổn mạng đơn giản, ít nhất tuyệt đối sẽ không ra tay đối với đồng bạn. Nam tử khôi ngô nói, có 99 vị thế giới cảnh liên thủ, chuyện vượt qua hắc ám chi hải đã có nắm chắc hơn 9 thành rồi. Kỷ Linh cũng đồng ý, 99 vị, nhiều thế giới cảnh như vậy, chỉ sợ ở bên trong cũng có một ít thế giới cảnh đỉnh phong, một khi phối hợp lại tạo thành trận pháp, có trận pháp gia trì, thực lực thế giới cảnh đỉnh phong cũng sẽ phong đại tới mức có thể sánh ngang với A La Dịch. Thực lực đồng bạn của hắn lại không quá kém, một khi bắt đầu liên thủ, chỉ sợ ngay cả nhất bộ sinh tử đạo quân cũng phải trốn tránh bọn họ. Đi thôi. Kỷ Linh gật đầu cười nói, hai chúng ta cũng đang phiền não, đang suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể xuyên qua được khắc ám chi hải này. Nếu như có thể liên thủ cùng với rất nhiều đạo hữu, như vậy cũng an toàn hơn nhiều. Thủy Lan tiên tử, ngươi mang hai vị đạo hữu qua đó trước đi. Nam tử khôi ngô nhắc nhở, sau đó lại lập tức nói với Kỷ Linh, ta và Phong Du huynh còn phải ở lại nơi đây, nhìn xem có thế giới cảnh nào tới hay không, cho nên ta không tiện đưa hai vị tới nơi chu toàn. Không cần đâu. Kỷ Linh và Tô Vũ Cơ rồi cùng Thủy Lan, Hỗn Độn Tiên Nhân cùng nhau bay về phía xa. Chúng đạo hữu đang tụ tập ở một nơi cách đây không xa. Gần như mới chỉ phi hành được một lát thì đã nhìn thấy phía trước có một mảnh bình nguyên. Ở bên trên có không ít thế giới cảnh túm năm tụm ba lại. Ở bên trên bình nguyên đã có 83 vị rồi. Hai vị đạo hữu cứ ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi khi tìm kiếm đủ 99 vị thì chúng ta sẽ xuất phát ngay. Ta sẽ trở về đứng cùng với hai người Hướng Lô đại ca. Mặc dù ở nơi đây đã có không ít thế giới cảnh tụ tập, thế nhưng người vốn ở cương vực Khuyên Luân vực cũng đã đạt tới 2-3 thành. Những người khác đều là một ít cương vực quanh thân chạy tới. Người đến từ Đại Mạc vực xa xôi như Kỷ Linh và Tô Vũ Cơ sợ rằng cũng không có mấy ai, bởi vì phần lớn đều không quen biết nhau, cũng không cần quen biết. Dù sao một khi thông qua hắc ám chi hải thì tự nhiên cũng sẽ tách ra, cho nên tất cả mọi người đều túm năm tụm ba, rất ít khi trao đổi với nhau. Chậm rãi đợi vậy. Kỷ Linh và Tô Vũ Cơ tìm một chỗ rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai người uống một ít tiên nhưỡng, sau đó cũng lặng lẽ mà chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Kỷ Linh cũng chia ra một ít thần lực, ngưng tụ thành thần lực, hóa thân tiến nhập vào bên trong động thiên của Thuyết Giám Đầu Quyển, lần lượt đi so đấu cùng với ba đại cao thủ kiếm đạo ở trong ba động thiên: Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng, Ngư Dân và Thích Khách. Bởi vì mọi người đều giữ vững lực lượng ngang nhau, chỉ so đấu kiếm thuật, cho nên hóa thân được ngưng tụ từ thần lực vẫn có thể đi so kiếm với bọn họ được. Mà bản tôn của Kỷ Linh thì phân ra một chút ý niệm tu luyện Kim Tượng Thần Thông. Môn thần thông này mới ban đầu Kỷ Linh cũng tiêu phí hơn 300 phương Hỗn Độn tinh thạch mới có thể đem thần thể tăng lên tới cấp độ Đạo Chi Thần Binh. Về sau thì chậm rãi tu luyện, ngẫu nhiên lại phối hợp với một chút Hỗn Độn tinh thạch, từ cấp độ Đạo Chi Thần Binh tăng lên tới cấp độ Đạo Chi Thần Binh cực phẩm. Quá trình này cần thời gian rất dài, mà Kỷ Linh cũng không gấp gáp, chỉ cần chậm rãi tu luyện là được rồi. Hai người Kỷ Linh cũng rất may mắn, bọn hắn mới chỉ chờ đợi ở Tam Tuyển Tinh gần 11 năm thì đã gom góp đủ 99 tên thế giới cảnh. Trừ vị đạo hữu, Hướng Lô thế giới thần cười cười nhìn hơn 90 tên thế giới cảnh ở bên trên bình nguyên nói, hôm nay đã kiếm đủ 99 thế giới cảnh, cũng là lúc nên xuất phát tiến vào hắc ám chi hải rồi. Đây là trận bàn, mỗi một vị đạo hữu luyện hóa một khối trận bàn là đủ. Chỉ thấy ở trước mặt hắn xuất hiện 98 đạo quang mang, 98 đạo quang mang bay về phía tất cả thế giới cảnh ở đây. Đây là một loại trận pháp vô cùng đơn giản, chứ vị đạo hữu chỉ cần xem xét một chút là có thể biết được. Hướng Lô thế giới thần cười nói, Kỷ Linh cũng nhận trận bàn, sau khi cảm ứng một chút hắn đã biết rõ, đây đích thực là một loại trận pháp vô cùng đơn giản, khiến cho pháp lực của tất cả tu hành giả hòa vào làm một thể, có thể làm cho uy năng của trận pháp được gia trì lên trên người tất cả tu hành giả ở đây, làm cho thực lực của bọn họ đều có thể tăng lên một mảng lớn. Kỳ thực còn có trận pháp có uy lực càng lớn hơn, chỉ là bởi vì tất cả thế giới cảnh ở đây đều chưa quen thuộc lẫn nhau, cũng không phải quá tín nhiệm, cho nên mọi người mới đồng ý sử dụng loại trận pháp đơn giản lại không có hậu hoạn như thế này. Ong ong ong, từng người luyện hóa trận bàn, quang mang ngập trời, 99 đạo quang mang hòa vào làm một thể. Trong lúc nhất thời, tất cả các thế giới cảnh đều nhận được uy năng của trận pháp gia trì. Ta dùng sinh mạng lời thề, ta dùng sinh mạng để thề,
ta dùng sinh mạng để thề. 99 thế giới cảnh đồng thời rót pháp lực vào bên trong thệ ngôn thạch. Giờ khắc này tất cả các thế giới cảnh đều thông qua lời thề, mà mọi người cũng đều cảm ứng được thệ ngôn của người khác. Tất cả lời thề đều giống nhau như đúc, đại loại chính là trên đường vượt qua hắc ám chi hải quyết không thể chủ động công kích đồng bạn. Một khi vi phạm lời thề, không cần những người khác động thủ, lời thề bổn mạng sẽ tự động cắn trả, làm cho chân linh của người vi phạm mất đi mà dẫn tới cái chết. Một khi thệ ngôn được thành lập, bầu không khí giữa các tu hành giả trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, chí ít cũng có được độ tín nhiệm nhất định. Tại hạ gọi là phi chấm, chiếc phi chu này của ta cũng là một kiện pháp bảo đạo chi cực phẩm, loại cực phẩm, am hiểu phi hành nhất, có lẽ có chút thích hợp để xuyên qua hắc ám chi hải này. Lập tức có một người nam tử đầu trọc, hai mắt màu nâu mở miệng nói: có thể để cho mọi người cùng nhau ngồi lên, ai có pháp bảo phi độn tốt hơn thì cũng có thể lấy ra cho mọi người đi cùng. Rất nhanh, đám tu hành giả lập tức quyết định cưỡi phi chu của vị phi chậm đạo hữu này xuyên qua hắc ám chi hải. Xuất phát thôi. 99 vị tu hành giả đều cưỡi phi chu mà tiến lên, ở bên trong thì duy trì trận pháp, sau đó xuyên thẳng qua hư không, đi ra khỏi Tam Tuyển Tinh, tiến về phía hắc ám chi hải. Phi chu dài ngàn trượng, toàn thân đen kịt, hình dáng như là một con thoi, đang xé rách hư không tiến về phía hắc ám chi hải. Kỳ Linh muốn đến Thiên Thương Cung, hắc ám chi hải là nơi nhất định phải đi qua. Nếu như đi đường vòng mà nói, như vậy sẽ phải đi đoạn đường rất xa, huống chi trong tinh đồ mà Thiên Nhất Đạo Quân đưa cho Kỳ Linh cũng chỉ có một tuyến đường như vậy mà thôi, bởi vì đây đã là lộ tuyến tương đối an toàn rồi, những lộ tuyến khác sẽ càng thêm nguy hiểm. Mặc dù tương đối an toàn, thế nhưng đối với thế giới cảnh mà nói vẫn là con đường nguy cơ trùng trùng như cũ, chỉ cần không chú ý một chút là có thể sẽ phải vứt bỏ tính mạng. Cho nên phi hành qua cương vực rộng lớn vô tận như vậy, các thế giới cảnh rất ít khi đi làm. Như Kỳ Linh lúc còn ở Đại Mạc Vực đã hỏi thăm Vụ Nham Tinh Chủ về Thiên Thương Cung, ngay cả đám người Vụ Nham Tinh Chủ cũng chưa từng nghe nói qua. Cũng là bởi vì khoảng cách giữa hai đại cương vực quá xa vời, coi như là Đại Mạc Viện mạnh nhất trong Đại Mạc Vực cũng rất ít khi nghe nói qua nơi này. Chúng ta sắp tới hắc ám chi hải rồi, Kỳ Linh truyền âm nói. Tốt nhất ngươi nên sớm khống chế khôi lỗi, cũng không nên cách ta quá xa. Chủ nhân, ta rất biết tự hiểu mình mà, Tô Vũ Cơ có chút thân phấn nói. Hắc ám chi hải ở trong truyền thuyết trước đây ta cũng chưa từng nghe nói qua, thế nhưng bây giờ lại có cơ hội lưu lạc. Từ Đại Mạc Vực xông đến Thiên Thương Vực, chuyện này đáng để ta khoe khoang rất lâu đấy. Kỳ Linh cười cười, lập tức từ từ nhắm hai mắt, cảm ứng được kiếm ý của Vĩnh Hằng Thần Binh từ Quang Quỳnh ở sau lưng. Lúc nào hắn cũng đang cảm thụ luồng kiếm ý này, cũng không ngừng ngộ kiếm. Vèo, phi chu lần lượt xuyên qua hư không. Hơn một ngày sau, rốt cục bọn họ cũng đã đi tới khu vực biên giới của hắc ám chi hải. Trên phi chu là một mảnh yên tĩnh, 99 tu hành giả đều nhìn về phía trước xa xa. Đó là một mảnh không gian hỗn loạn mà mãnh liệt. Mặc dù bọn họ đang ở khu vực biên giới, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được phi chu đã bị thủy triều không gian không ngừng mà trùng kích. Chư vị à, Hướng Lô Thế Giới Thần mở miệng nói. Các tu hành giả khác đều nhìn về bên trên người hắn. Dựa theo lời của phi chậm đạo hữu đã nói, mặc dù phi chu của hắn nhanh, thế nhưng nếu muốn xuyên qua hắc ám chi hải cũng cần phải phi hành hơn 600 năm. Mà trong 600 năm này chúng ta luôn ở trong tình trạng nguy hiểm, cho nên các đạo hữu thực lực mạnh trong lúc mấu chốt không thể lưu thủ quá nhiều, phải trợ giúp các đạo hữu thực lực yếu hơn. Dù sao một khi chúng ta chết mất một người, như vậy uy năng trận pháp sẽ tiêu hao rất nhiều, mà người chết càng nhiều thì uy lực của trận pháp lại càng yếu, khi đó chúng ta muốn vượt qua hắc ám chi hải sẽ khó càng thêm khó hơn. Hướng Lô Thế Giới Thần khuyên bảo mọi người. Đó là đương nhiên rồi, đã cùng hội cùng thuyền như vậy cũng nên trợ giúp lẫn nhau rồi. Hy vọng tất cả chư vị đạo hữu chúng ta đều có thể cùng nhau bình yên xuyên qua được hắc ám chi hải này. Đám tu hành giả bên trên phi chu rất là hồi hộp, dù sao đây là hắc ám chi hải, nếu như để cho một mình bọn họ xông qua, chỉ sợ dù là ai cũng không dám vượt qua. Kỳ Linh ở một nơi hẻo lánh lại rất là bình tĩnh. Vốn kế hoạch ban đầu của hắn là định cùng với Tô Vưu Cơ một mình trực tiếp xông qua hắc ám chi hải này, chỉ là làm như vậy lại tương đối nguy hiểm. Hiện tại 99 tên thế giới cảnh liên thủ lại với nhau, bình thường cũng có 9 thành nắm chắc thông qua được hắc ám chi hải. Nếu như tính toán thêm thực lực của Kỳ Linh, cơ hồ sẽ là 10 phần. Oanh! Phi chu đen kịt nhanh chóng phi hành, trực tiếp nghiền áp rồi vọt vào bên trong hắc ám chi hải. Tốc độ của phi chu không ngừng tăng vọt,
rất nhanh đã đột phá cực hạn của thiên đạo. Mà lúc này đây, tốc độ của nó vẫn còn đang tiếp tục tăng lên, rất nhanh đã đạt đến tốc độ đại khái gấp 2 lần tốc độ ánh sáng. Lúc này mới đạt tới cực hạn của phi chu, bắt đầu giữ vững tốc độ cao để phi hành. Vèo vèo vèo. Thủy triều mờ mịt mãnh liệt đánh lên trên phi chu, mà 99 tên tu hành giả ở bên trong, mỗi người đều đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một. Kỳ Linh cũng rút thần kiếm từ quang quỳnh ở sau lưng ra. Thực sự là hồi hộp mà. Tô Phu Cơ cũng nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Bất kể là thế giới thần hay là hỗn độn tiên nhân đều không phải là tồn tại mà phàm nhân có thể so sánh được. Như Kỳ Linh hiện tại vậy, mặc dù không thi triển bất luận thần thông liên quan gì tới mắt, thế nhưng hai con ngươi so với lúc còn là thiên thần thi triển trúc long chi nhãn vẫn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mọi người không cần phải quá hồi hộp đâu, ta đi qua một lần hắc ám chi hải rồi. Ngay ở bên cạnh Kỳ Linh có một người thiếu niên mập mạp, tai to mặt lớn, cười tủm tỉm nói: ở bên trong hắc ám chi hải, nguy hiểm nhất chính là kỳ bức nhất tộc. Bọn chúng sinh hoạt thành đàn ở bên trong hắc ám chi hải này. Dựa theo kinh nghiệm lần trước của ta, bình thường phải cần tới 3-5 ngày thì phi chu mới có thể lọt vào một lần tập kích được. Một tiếng rít chói tai vang lên, chỉ thấy có một sinh mạng toàn thân tối như mực, có một đôi cánh rơi kỳ dị từ trong thủy triều không gian đột nhiên hiện ra, móng vuốt sắc bén vung vẩy đánh giết về phía một tu hành giả ở phía trên phi chu. Tên tu hành giả kia cũng một mực cảnh giác, lập tức ném ra cự phủ ở trong tay. Cự phủ lướt qua không gian chung quanh giống như tức thì cô đọng lại vậy. Giết, giết! Chỉ thấy ở bên trong thủy triều không gian chung quanh lăng không xuất hiện từng đầu rồi lại từng đầu sinh mạng kỳ dị. Bọn nó đều có cánh rơi, có cái đuôi sắc bén vô cùng, tựa như một cái đầu thương, còn có móng vuốt sắc bén. Là kỳ bức nhất tộc ư? Kỳ Linh cầm thần kiếm từ quang quỳnh ở trong tay, Tô Phu Cơ thì tiến vào bên trong khôi lỗi. Nàng khống chế khôi lỗi, đồng thời cũng thao túng một lượng lớn pháp bảo giống như lưỡi đao. Một đầu sinh linh kỳ bức xông lên bên trên phi chu rồi lao thẳng tới chỗ Kỳ Linh. Kỳ Linh cầm thần kiếm từ quang quỳnh ở trong tay, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang mờ ảo, chém về phía cái cổ của cái đầu kỳ bức này. Chỉ thấy móng trái của đầu kỳ bức kia nhẹ nhàng vung lên, keng. Thần kiếm và móng vuốt sắc bén va chạm vào với nhau, không ngờ lại phát ra tiếng va đập. Dựa theo ghi chép về hắc ám chi hải ở bên trên tinh đồ, những sinh linh kỳ bức này chỗ cứng rắn nhất chính là móng vuốt sắc bén và cái đuôi của nó, không thua kém đạo chi thần binh một chút nào cả. Quả nhiên là kinh người mà. Kỳ Linh vẫn rất là nhẹ nhàng chuyển đổi kiếm quang. Phốc. Kiếm quang huyền diệu khó lường vô cùng, đâu phải là thứ mà sinh linh có trí tuệ thấp như kỳ bức có khả năng ngăn cản được đây. Một kiếm trực tiếp xẹt qua cái cổ của sinh linh kỳ bức này, rồi chặt đứt đầu của nó. Tiếp đó, thân thể của sinh linh kỳ bức này hoàn toàn vỡ vụn tiêu tán, không còn giữ lại một chút nào cả. Sinh linh kỳ bức là một loại sinh linh đặc thù, được thai nghén ra trong hoàn cảnh đặc thù của hắc ám, trí tuệ cực kỳ thấp. Dưới tình huống bình thường mà nói, tuổi thọ của bọn chúng rất ngắn, mặc dù bọn nó có được thực lực cấp độ thế giới cảnh, thế nhưng tuổi thọ lại ngắn ngủi tới mức kinh người, cũng không đủ 300 năm. Một khi tuổi thọ vừa đến, bọn chúng sẽ tự động tán loạn, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa, trừ phi là cấp độ sinh mạng của bọn chúng xảy ra mức nhảy vọt. Sinh linh kỳ bức dựa theo cấp độ sinh mạng sẽ phân ra là kỳ bức màu đen, kỳ bức màu bạc, kỳ bức màu vàng. Kỳ bức màu đen có tuổi thọ chưa tới 300 năm, kỳ bức màu bạc có tuổi thọ chưa đủ tới một hỗn độn kỷ nguyên, kỳ bức màu vàng lại có thể tồn tại được lâu dài. Chỉ có điều toàn thân kỳ bức màu vàng đều là bảo vật, bình thường lúc sinh tử đạo quân đi ngang qua sẽ giết rồi mang đi, cho nên ở bên trong hắc ám chi hải kỳ bức màu vàng cực kỳ ít ỏi. Giết! Phốc! Vèo! Pháp bảo bay múa, đao quang rồi kiếm quang, thần lực bắt đầu khởi động. Các tu hành giả trên phi chu đều thi triển ra thủ đoạn của chính mình, nhanh chóng giết chóc tất cả sinh linh kỳ bức dám can đảm xâm nhập vào bên trong. Chỉ trong chốc lát chém giết, rất nhanh đám kỳ bức còn lại đều phải thối lui. Lần này đám kỳ bức tới tập kích cũng có mấy trăm đầu, đều là kỳ bức màu đen, thực lực rất là yếu kém. Thực sự là đơn giản mà. Không đơn giản như vậy đã có thể đánh tan được bọn chúng rồi. Ta còn chưa có động thủ đấy. Các thế giới cảnh vốn còn rất hồi hộp, trải qua trận đánh này rất nhiều người đều trở nên nhẹ nhõm. Lần này chúng ta vận khí tốt, kỳ bức cập phải đều là màu đen kỳ bức. Nếu như có một đầu kỳ bức màu bạc, như vậy sẽ phiền toái hơn nhiều. Nghe nói kỳ bức màu bạc cơ hồ sẽ có thực lực vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong.
Thiếu niên tay to mặt lớn kia cười ha hả rồi nói: Cửu Tâm lão đệ à, người ít nói thì hơn, ta cũng không muốn đụng phải kỳ bức màu bạc đâu. Lão giả ra mặt khô héo giống như vỏ cây ở bên cạnh hắn có chút bất đắc dĩ nói: Kỳ bức màu bạc thì tính toán là cái gì chứ, trong truyền thuyết còn có kỳ bức màu vàng kìa. Thiếu niên tay to mặt lớn kia nói: Thời gian trôi qua đúng như lời của Cửu Tâm thế giới thần kia đã nói, đại khái cứ 3-5 ngày sẽ gặp phải một lần tập kích. Trong đội ngũ kỳ bức màu đen ngẫu nhiên đột kích sẽ xuất hiện một con đầu kỳ bức màu bạc. Trong 99 tu hành giả ở bên trên phi chu này thực lực cũng đều không kém, phần lớn đều là thế giới cảnh viên mãn, chí ít cũng có 3 vị thế giới cảnh đỉnh phong. Đây là thực lực mà bọn họ biểu hiện ra bên ngoài. Một thế giới cảnh đỉnh phong lại thêm trận pháp gia trì cũng đã đủ để địch nổi với một đầu kỳ bức màu bạc rồi. Nhiều người quả nhiên lực lượng lớn mà. Kỳ Linh nhàn nhã ở một nơi hẻo lánh trên phi chu, cho tới bây giờ hắn cũng không có dùng thanh hoa sương mù chi lực, ngay cả thần thông cũng còn chưa có thi triển qua. Bởi vì 90 tên tu hành giả liên thủ quả thực là rất mạnh, trên cơ bản không cần Kỳ Linh dốc sức liều mạng thì cũng có thể đơn giản ngăn cản được sinh linh kỳ bức lần lượt mà đột kích. Năm thứ 311 ở trong hắc ám chi hải, phi chu vẫn tiếp tục tiến về phía trước như trước. Bác Minh huynh, ra đây uống rượu nào. Ồ, Phi Trọng huynh đệ, quân tiên tử. Bên trong phi chu lúc này đang trò chuyện rất vui vẻ, tất cả mọi người đều đang uống rượu, chỉ có điều lại có thể tùy thời ra tay mà chiến đấu. Dù sao hơn 300 năm đã trôi qua, bọn họ đã sớm tạo thành thói quen chiến đấu từ rất lâu. Hơn nữa quả thực chiến đấu rất là nhẹ nhàng. Bên trên toàn bộ phi chu, kể cả Kỳ Linh ở bên trong, cũng có không ít thế giới cảnh, cũng chỉ là lộ ra một bộ phận thực lực mà thôi. Cách phi chu chừng 10 vạn dặm, trong một chỗ hư không hỗn loạn, ở chỗ này có một nhóm lớn kỳ bức màu đen rậm rạp chằng chịt, cùng với một ít kỳ bức màu bạc đang túm năm tụ ba lại. Có một đầu kỳ bức toàn thân màu vàng đang dang rộng đôi cánh rơi màu vàng của mình ra, đôi mắt tràn ngập trí tuệ đang nhìn về phía phi chu ở phía xa xa. Đã xác nhận chưa? Đầu kỳ bức màu vàng này mở miệng dò hỏi, thanh âm của nó lanh lảnh lại còn mang theo kỳ dị ba động, khiến cho thủy triều không gian vốn đang cuồng loạn ở xung quanh cũng phải xuất hiện từng vòng gợn sóng. Bẩm vương, đã xác nhận rồi, bên trên phi chu kia quả thực có một ít tu hành giả thế giới cảnh, tổng cộng có 99 tên. Một đầu kỳ bức màu bạc cung kính nói. Trí tuệ của kỳ bức rất thấp, nhưng đầu kỳ bức màu đen kia chỉ biết hô đánh hô giết, ngay cả nói chuyện cũng rất khó có thể nói chuyện được nguyên vẹn. Bất quá một khi cấp độ sinh mệnh xảy ra sự quá độ, từ kỳ bức màu đen lột xác đến kỳ bức màu bạc, như vậy tuổi thọ sẽ tăng lên rất lớn, ngay cả trí tuệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều, ít nhất cũng đã có thể so sánh với một ít phàm nhân bình thường. 99 tên thế giới cảnh ư? Đôi mắt âm lãnh của đầu kỳ bức màu vàng này nhìn ra phía xa nói. Không ngờ lại có tới tận 99 tên, trong đó chắc sẽ không có sinh tử đạo quân đâu. Nếu như là sinh tử đạo quân, căn bản sẽ không cần phải phiền phức nhiều như thế, một mình là có thể trực tiếp vượt qua nơi này rồi. Được rồi, nếu đã như vậy thì chà chà. Những kỳ bức này đều có một loại yêu thích, đó chính là cắn nuốt tu hành giả. Coi như là người thần thể rất mạnh, chỉ cần chưa đạt tới cấp độ đạo chi thần binh, như vậy kỳ bức vò vàng cũng có thể ăn tươi nuốt sống được. Tu hành giả đối với chúng mà nói, đó chính là mỹ vị tuyệt đỉnh nhất. Thêm vào đó, kỳ bức nhất tộc cũng bị tu hành giả đi ngang qua giết chết rất nhiều. Ngay cả kỳ bức vương giả như là kỳ bức màu vàng, chỉ cần hơi chút không cẩn thận là cũng sẽ bị sinh tử đạo quân giết chết. Cho nên từ bản năng kỳ bức nhất tộc cũng đã rất kiêu hận những tu hành giả này rồi. Thực sự là gặp may mà, hắc ám chi hải lớn như vậy, không ngờ lại để cho ta phát hiện ra cỗ phi chu này. Các con xông lên giết cho ta. Thanh âm lanh lảnh của đầu kỳ bức màu vàng này vang lên, nó hạ lệnh. Giết sạch đám tu hành giả ở bên trên phi chu kia, giết sạch toàn bộ. Vâng. 9 đầu kỳ bức màu bạc cung kính đáp lại. Vâng, vâng, vâng. Một lượng lớn kỳ bức màu đen lập tức đáp lời hô loạn lên. Vèo 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 vèo. Chỉ thấy đám kỳ bức rậm rạp chằng chịt này nhanh chóng xuyên qua thủy triều không gian, chạy về phía cỗ phi chu ở phía xa xôi kia. Đám kỳ bức được thay ngén ở trong hắc ám chi hải mà sinh, trời sinh đã có thể xuyên qua và che giấu ở trong không gian. Đây cũng là nguyên nhân làm cho chúng có thể tới gần phi chu mà không bị phát hiện ra. Quả thực kỳ bức màu vàng ở bên trong hắc ám chi hải rất ít. Hắc ám chi hải lại rất rộng lớn, như đám người Kỳ Linh cưỡi phi chu có tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng cũng phải cần tới 600 năm mới có thể đi ngang qua được. Từ đó đã có thể tưởng tượng được nó rộng rãi tới bậc nào.
cho nên các đội ngũ phi chu chỉ sợ mấy chục đội phi chu cũng khó có thể xui xẻo đụng phải một đầu kỳ bức màu vàng. Chủ nhân à, trước khi tiến vào hắc ám chi hải, trước đó ta đã bị chủ nhân người hù dọa chết chết rồi, nói hắc ám chi hải có rất nhiều nguy hiểm. Hiện tại chủ nhân xem có được bao nhiêu nhẹ nhõm nhàn nhã đây cơ chứ. Tô Vũ Cơ và Kỷ Linh đang đứng ở một góc nhỏ trên phi chu, hai người đang trò chuyện với nhau. Đó là bởi vì có hơn 99 tên tu hành giả đang cùng chống đỡ với ngươi, cùng giúp ngươi đối phó với những đầu kỳ bức kia. Nếu như để cho toàn bộ những đầu kỳ bức kia cho ta và ngươi ngăn cản, như vậy sẽ có kết quả là gì đây? Kỷ Linh lướt mắt lườm nàng. Tô Vũ Cơ nháy mắt. Kết quả là gì ư? Tuy rằng Kỷ Linh mạnh mẽ, thế nhưng cho dù có cường thịnh tới đâu đi chăng nữa cũng chỉ là một người. Hắn cũng chỉ có thể đồng thời đối phó với một bộ phận sinh linh kỳ bức mà thôi. Về phần Tô Vũ Cơ chỉ sợ cũng sẽ phải dựa vào khôi lỗi, đám trùng thú ở bên cạnh trợ giúp. Chỉ là như vậy thì vẫn mặc dù là nguy cơ tứ phía. Hiện tại 999 tên tu hành giả liên thủ lại với nhau, lại có trận pháp gia trì, đương nhiên kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Muốn trách thì trách tin tình báo của chủ nhân người không đủ à? Tô Vũ Cơ thầm nói. Vị quật diệt đạo quân kia thanh danh hiển hách, nghe rất là mạnh mẽ, bất khả tư nghĩ. Lúc này lại hợp đạo thất bại, cho nên muốn chọn đệ tử. Tin tức lớn như vậy mà trên tình báo của ngươi cũng không có ghi chép lại. Kỷ Linh nhìn không được cười rộ lên. Hắc ám chi hải có nguy hiểm như thế nào đây? Coi như là tiếp giáp khiên luân vực thì bình thường cũng chỉ có một ít nguyên nhân đặc thù, cho nên mới ngẫu nhiên có thế giới cảnh đi qua. Cho dù muốn gom góp đủ 99 tên tu hành giả thì cũng phải gom góp cực kỳ lâu mới có thể hoàn thành. Lần này đám người Kỷ Linh gom góp cũng coi như là cực kỳ nhanh. Cũng là bởi vì ở một phía khác trong hắc ám chi hải gọi là Quỳnh Minh Vực, có một vị quật diệt đạo quân hợp đạo thất bại, sắp thân tử đạo tiêu. Vị tồn tại này đã công khai thả ra tin tức muốn thu đồ đệ. Quật diệt đạo quân thanh danh lan xa, ít nhất ở bên trong rất nhiều cương vực ở chung quanh cũng có danh khí rất là lớn. Chẳng qua hắn luôn một mình tiêu dao, không có tông phái, không có đệ tử. Hôm nay hợp đạo thất bại, cho nên mới nhớ tới bản thân còn chưa có truyền thừa, vì vậy mới nghĩ muốn thu đồ đệ. Loại người hợp đạo thất bại như vậy, ít nhất cũng đã sở đến biên giới hợp đạo, thực lực đó không thua gì thiên nhất đạo quân. Đại năng bậc này muốn thu đồ đệ, tự nhiên sẽ khiến cho một đống lớn thế giới cảnh cũng muốn đi bái sư. Tuy nói người sư phụ này tương lai sẽ chết, thế nhưng ngay cả Bắc Hưu thế giới thần chân linh sắp tán loạn cũng có thể nhịn được một hỗn độn kỷ nguyên. Chỉ cần quật diệt đạo quân không điên cuồng chiến đấu, như vậy vẫn có thể sống được cực kỳ lâu. Có khoảng thời gian dài như vậy, dưới sự chỉ điểm của vị đạo quân này, người đệ tử thu nhận kia cũng sẽ có hy vọng bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân. Hơn nữa lại có một đại năng hợp đạo thất bại làm sư phụ, ai dám trêu chọc hắn đây? Trước khi sư phụ còn không chết, quả thực có thể đi ngang. Trên chiếc phi chu của đám người Kỷ Linh, hơn 8 phần đều là người muốn đi tới Quỳnh Minh Vực để bái sư. Chúng ta từ Đại Mạc Vực một đường phiêu bạt tới đây, cũng đã nghe được rất nhiều truyền thuyết, đều là từ cổ xưa truyền lại. Mỗi một vị đạo quân cường đại, một khi chính thức hợp đạo thất bại, thân tử đạo tiêu. Từ tư liệu mà chúng ta biết được, người có thể chính thức hợp đạo thành công quả thực đã ít càng thêm ít ỏi. Kỷ Linh lắc đầu cảm thán nói. Kỷ Linh lo lắng cho thiên nhất đạo quân, tuy rằng thời gian tiếp xúc cũng không phải là quá dài, thế nhưng quả thực thiên nhất đạo quân đã có hắn như là huynh đệ. Ở trong Tố Phong di tích, dưới tình huống thiên nhất đạo quân bị trọng thương, hắn ta không có vội vã chữa thương mà còn điên cuồng tìm kiếm Kỷ Linh. Sau khi tìm được Kỷ Linh mới an tâm mà chữa thương. Ngay thời khắc đó, kỳ thực trong lòng Kỷ Linh đã rất cảm động. Cẩn thận! A! Nương theo một tiếng hét kinh hãi cùng với tiếng rít của kỳ bức vang lên, bên trên phi chu vốn các tu hành giả còn đang lặng lẽ thấp giọng trò chuyện với nhau, lập tức thao túng pháp bảo, cầm lấy binh khí của mình bắt đầu chiến đấu. Phốc! Kiếm trong tay của Kỷ Linh có quang mang lóe lên, lập tức chém giết một đầu kỳ bức màu đen. Đầu của đầu kỳ bức màu đen kia bay lên, sau đó lập tức tán loạn hóa thành hư vô rồi biến mất. Sao? Cái gì? Sắc mặt của Kỷ Linh đại biến. Chỉ thấy toàn bộ chung quanh phi chu xuất hiện một lượng lớn kỳ bức màu đen rậm rạp mà chẳng chịt. Số lượng kỳ bức rất nhiều, cho dù là nhiều lần tập kích trước kia cũng không có cách nào so sánh được với lần này. So với lần nhiều nhất trước đó cũng còn nhiều hơn gấp 10 lần. Liếc mắt nhìn qua, ước chừng có mấy nghìn đầu kỳ bức màu đen. Một đám lớn kỳ bức màu đen đông nghịt bao quanh phi chu, khiến cho tốc độ của phi chu không khỏi giảm mạnh. Rất nhanh đã hoàn toàn dừng lại, rốt cuộc cũng không bay nổi được nữa. Biến! Nhoáng một cái, Kỷ Linh đã hiện ra thần thông ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh thần kiếm từ quang quỳnh. Mọi người cẩn thận, có chín đầu kỳ bức màu bạc.
thế cục lập tức trở nên vô cùng ác liệt. Mỗi một tu hành giả ở đây đều có chút nóng nảy. Phải biết rằng mỗi một đầu ký bức màu bạc đều là tồn tại vượt qua thế giới thần đỉnh phong. Mặc dù đã có trận pháp gia trì, thế nhưng tối thiểu nhất cũng có thực lực thế giới thần đỉnh phong. Ở dưới trận pháp gia trì mới có thể chiến một trận cùng với đầu ký bức màu bạc kia được. Vèo vèo, kiếm quang của Kỳ Linh khẽ chuyển, xẹt qua một đạo vòng tròn, tám đầu ký bức màu đen xung quanh lập tức ngã xuống bên dưới. Vưu Cơ, mau luyện hóa trung cổ này. Kỳ Linh đem quả cầu bằng ngọc xanh biếc kia đưa cho Tô Vưu Cơ. Chỉ cần luyện hóa được là có thể khống chế 51 đầu trùng thú ở bên trong. Hiện tại thế cục ác liệt, kỳ bức đột kích có rất nhiều, cho nên Kỳ Linh cũng sợ bản thân mình không kịp che chở cho Tô Vưu Cơ. Được. Tô Vưu Cơ gật đầu. Lúc này là thời khắc mấu chốt, cho nên nàng cũng không tiện từ chối, lập tức liền luyện hóa. Giết, giết. Những sinh linh kỳ bức này rất nhiều, làm sao lại nhiều như vậy được? Nhanh, nhanh ngăn trở đầu ký bức màu bạc kia lại. Bên trên phi chu là một mảnh giết chóc, pháp bảo bay múa, cả đám thế giới thần kỳ chủ động xung phong mà liều chết. Để ta chặn lại nó. Lúc trước đám tu hành giả ở bên trên phi chu cho tới bây giờ còn chưa gặp được thế cục ác liệt như vậy, cho nên mới có không ít tu hành giả ẩn giấu thực lực. Hiện tại cả đám lại không thể không bạo phát. Vừa mới bạo phát, không ngờ ở bên trên phi chu này lại có được hơn chục người có thực lực vượt qua thế giới thần đỉnh phong. Dù sao người muốn bái vào làm môn hạ của Quật Diệt Đạo Quân đương nhiên cũng phải có được đủ thực lực. Giết! Lúc này Kỳ Linh giống như một đạo ảo ảnh, kiếm quang của hắn càng phi hốt mà quỷ mị, nhanh như thiểm điện. Kiếm quang lướt qua, tất cả kỳ bức đều tai mạng. Kỳ bức căn bản không có cách nào ngăn cản được kiếm thuật đáng sợ của Kỳ Linh. Hiển nhiên ở bên trong Hắc Ám Chi Hải trải qua hơn 300 năm, thần lực hóa thân của Kỳ Linh đã thường xuyên chiến đấu ở bên trong động thiên của Thuyết Gián Đồ Quyển. Kiếm thuật của hắn so với lúc ở bên trong Đại Mạc Vực đã mạnh hơn rất nhiều. Giết toàn bộ kỳ bức tế gần. Tô Vũ Cơ cũng triệu hoán ra trùng thú. Nàng triệu hoán ra 30 đầu trùng thú cường đại vần quanh ở quanh thân. Bất luận một đầu kỳ bức nào dám can đảm tiến tới gần đều bị giết chết. Dù sao thực lực của kỳ bức màu đen này vẫn rất yếu, mà những đầu trùng thú này đều có thực lực thế giới cảnh viên mãn, nhất định sẽ phải mạnh hơn nữa. Trên toàn bộ phi chu, cả đám tu hành giả đều điên cuồng giết chóc. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được 9 đầu kỳ bức màu bạc, mấy nghìn đầu kỳ bức màu đen vây công. Sau khi chém giết từng đám kỳ bức màu đen chết đi, các tu hành giả cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặc dù tình thế rất là ác liệt, thế nhưng áp lực đã không còn lớn giống như ngày đầu nữa rồi. Thiếu niên mập mạp tay to mặt lớn gọi là Cửu Tâm Thế Giới Thần kia biến sắc nhìn về phía xa, lại truyền âm quát lớn: "Cẩn thận!" Vèo! Một thế giới thần toàn thân cao gầy, có khải giáp màu đen đang chấm dứt kỳ bức. Ở bên cạnh hắn đột nhiên có một đạo hư ảnh xuất hiện. Người thế giới thần này vung tay, vung vẻ chiến phủ ở trong tay. Keng! Răng rắc, răng rắc. Vừa mới giao thủ, đạo hư ảnh kia thoáng cái đã bao phủ lấy đầu của tên thế giới thần kia lại. Sắc một tiếng đã bị cắn đứt. Lúc này các tu hành giả khác ở bên trên phi chu mới có thể nhìn thấy được rõ ràng. Người cắn đứt đầu của hắn chính là một đầu kỳ bức toàn thân màu vàng. Cánh rơi màu vàng của đầu kỳ bức màu vàng này dang rộng ra, khí tức cũng hoàn toàn phóng thích. Khí tức đáng sợ ngập trời kia bao phủ toàn bộ phi chu. Nó lại mở miệng ra nuốt toàn bộ thân thể của thế giới thần kia vào trong bụng. Là kỳ bức màu vàng ư? Tất cả tu hành giả đều biến sắc. Kỳ bức màu vàng chính là sinh linh đặc thù trong truyền thuyết của Hắc Ám Chi Hải, cũng là sinh linh đáng sợ nhất. Kỳ bức màu bạc là tồn tại có thể sánh ngang, thậm chí là siêu việt thế giới thần đỉnh phong. Kỳ bức màu vàng thì sánh ngang tồn tại nhất bộ đạo quân. Đối với một ít sinh tử đạo quân cường đại mà nói, bọn họ có thể đơn giản giết chết đầu kỳ bức màu vàng này, thậm chí thi thể của kỳ bức màu vàng vẫn là một bảo bối. Đối với thế giới cảnh mà nói, kỳ bức màu vàng chính là ác mộng. Ở bên trong thế giới cảnh còn có mấy người có thể vượt qua một đại cảnh giới địch nổi được nhất bộ đạo quân hay sao? 98 tên tu hành giả còn lại bởi vì chết mất một người cho nên uy năng trận pháp gia trì cũng đã giảm mạnh 3 thành. 98 tên tu hành giả này cùng nhau liên thủ thì vẫn có thể ngăn cản được đầu ký bức màu vàng kia, chỉ là vẫn còn có 9 đầu ký bức màu bạc cùng với mấy ngàn đầu ký bức màu đen đang vây công, khiến cho đám tu hành giả ở đây không thể nào giành tay để đối phó với được đám ký bức còn lại. Mọi người cẩn thận chống đỡ, Cửu Tâm huynh, Hoàn Diệt huynh, theo ta liên thủ ngăn cản đầu ký bức màu vàng kia lại. Nếu như để mặc cho bọn chúng giết chóc, đánh bại từng người, như vậy nhất định chúng ta sẽ bị giết chết hết thôi. Chủ nhân của chiếc phi chu này
cũng chính là nam tử đầu chọc mắt nâu gọi là Phi Chậm Thế Giới Thần vội vã chuyển âm nói: Phi Chậm Thế Giới Thần, Cửu Tâm Thế Giới Thần, Hoàn Diệt Thế Giới Thần đều là cường giả Thế Giới Thần đỉnh phong, ở bên trên chiếc phi chu không có bị kỳ bức mọc bạc quấn lấy. Nhanh, những đầu kỳ bức khác giao cho chúng ta, cẩn thận. Các tu hành giả khác đều cắn răng liều mạng mà giết chóc cố gắng chống đỡ. Ba vị cường giả Thế Giới Thần đỉnh phong, Phi Chậm, Cửu Tâm, Hoàn Diệt dưới trận pháp gia trì, mỗi người đều hóa thành lưu quang lao thẳng tới đầu kỳ bức màu vàng kia. Hai mắt lạnh như băng của kỳ bức màu vàng nhìn qua ba tu hành giả cường đại đang đánh tới, nó tự tin có thể né tránh được, đồng thời còn có thể đối phó với một ít tu hành giả yếu kém. Chỉ là chuyện này cần thiết hay sao? Đây đều là một ít thế giới cảnh mà thôi. Ở trong mắt đầu kỳ bức màu vàng này mà nói, những tu hành giả này nhất định sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống. Tu hành giả yếu đuối. Kỳ bức màu vàng dang rộng đôi cánh rơi màu vàng cực lớn, mà ba tu hành giả lúc này cũng đã giết đến. Bọn họ ở dưới uy năng trận pháp gia trì mới miễn cưỡng xem như siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong. Quang. Vẻ mặt Phi Chậm Thế Giới Thần nghiêm túc và trang trọng, cầm trong tay một cây trường mâu. Lúc hắn đâm ra trường mâu trong tay, mũi của trường mâu cũng xuất hiện một chút quang mang, chung quanh thoáng cái hoàn toàn tối lại, không còn lại một chút ánh sáng nào cả. Chết đi. Cả người Hoàn Diệt Thế Giới Thần hóa thành một đạo sóng biển đỏ như máu mãnh liệt. Ở bên trong đạo sóng biển đỏ như máu này, mơ hồ có một đạo đao quang phập phồng trực tiếp bao phủ về phía đầu kỳ bức màu vàng kia. Người không chết thì ai chết đây? Thiếu niên tai to mặt lớn gọi là Cửu Tâm Thế Giới Thần kia cầm trong tay một cây trường thương. Trường thương vừa ra, thời không tức thì thắc loạn, tầng tầng lớp lớp, giống như là làm thế nào thì cũng không thể nào tránh thoát được khỏi một kích này vậy. Ba vị này chính là ba người mạnh nhất trong đám tu hành giả ở bên trên phi chu rồi. Mặt khác, mặc dù các tu hành giả đều giúp sức liều mạng ngăn cản những đầu kỳ bức khác, thế nhưng vẫn đều phân ra một chút tâm tư để quan sát ở chung quanh. Nhìn thấy ba đại sát chiêu đánh ra, trong lòng mỗi người đều sinh ra vẻ chờ mong. Ầm ầm. Đầu kỳ bức màu vàng bỗng nhiên đôi cánh rơi màu vàng vỗ cực lớn, cánh rơi khẽ động một cái, thủy triều không gian chung quanh tức thì yên tĩnh trở lại. Tiếp đó, đầu kỳ bức màu vàng này trở thành ngọn nguồn của toàn bộ thủy triều không gian. Đôi cánh rơi của nó vỗ là nhấc lên thủy triều không gian cuồng bạo. Đôi cánh rơi màu vàng đáng sợ kia nhanh chóng bành trướng, giống như có thể bao phủ toàn bộ phi chu vậy. Trường mâu của Phi Chậm Thế Giới Thần, đao mang của Hoàn Diệt Thế Giới Thần, trường thương của Cửu Tâm Thế Giới Thần. Phanh phanh phanh. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, chỉ thấy ba thế giới thần đều bay ngược về phía sau, hung hăng đụng vào bong thuyền phi chu, mỗi người đều thổ huyết không ngừng. Tại sao lại có thể như vậy? Sao lại mạnh như vậy được? Ba người thế giới thần đỉnh phong dưới trận pháp gia trì, không ngờ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Tại sao? Vốn hơn 90 tên tu hành giả còn đang ôm hy vọng, lúc này tâm tư hoàn toàn lạnh buốt. Từ biểu hiện này, ba thế giới thần đỉnh phong vẫn còn có chênh lệch quá xa so với đối phương. Chỉ sợ toàn bộ các tu hành giả ở bên trên phi chu là thế giới thần đỉnh phong thì khi đó mới có một chút hy vọng. Chỉ là trên phi chu hiện tại lại không tìm ra được nhiều người như vậy. Ngược lại còn có 9 đầu kỳ bức màu bạc, mấy ngàn đầu kỳ bức màu đen đang công kích tới. Thôi xong, đã xong rồi. Trong lòng một ít tu hành giả sinh ra suy nghĩ tuyệt vọng, bọn họ nghĩ không ra được bất luận một chút biện pháp đối địch nào. Luận chiêu thức tinh diệu, luận ảo diệu của đạo, ba người này đều không thua gì ta. Kỳ Linh nhìn thấy ba người này nhào tới, hắn cũng từ phía sau giết lên, đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này để quan sát thư thật của đầu kỳ bức màu vàng này một phen. Đôi cánh rơi cực lớn khẽ vỗ một cái, ba tu hành giả tức thì bay ngược trở về. Kỳ Linh nhíu mày, lập tức đã suy đoán ra được rất nhiều tin tức. Quả thực là như vậy, kỳ bức vốn có trí tuệ cực kỳ thấp, coi như là kỳ bức màu vàng ở trên phương diện ảo diệu của đạo cũng chỉ bởi vì nguyên nhân thiên phú, cho nên trên phương diện không gian nhất đạo có chút am hiểu, vì vậy cũng chỉ có thể sánh ngang được với thế giới cảnh bình thường mà thôi. Kỳ bức nhất tộc như kỳ bức màu đen, ngay cả trí tuệ cũng không bằng trẻ con bình thường, khi bắt đầu chiến đấu đương nhiên lại càng không có một chút ảo diệu gì, chỉ dựa vào thiên phú để chém giết mà thôi. Kỳ bức màu vàng đúng là lợi hại, thế nhưng ảo diệu về đạo lại rất bình thường, chỉ chừng cấp độ thế giới cảnh bình thường, so với đám người Kỳ Linh còn thấp hơn rất nhiều. Cảnh giới đạo quá bình thường, chỉ là lực lượng của nó quá mạnh mẽ, tốc độ cũng quá nhanh. Hai mắt của Kỳ Linh cũng có chút run rẩy. Thân thể cũng quá mạnh, khó trách thi thể của kỳ bức màu vàng lại chân quý như vậy. Thi thể của nó cũng có thể coi như là một bộ phận tài liệu dùng để luyện chế vĩnh hằng thần binh.
Kỳ bức màu vàng có móng vuốt sắc bén, miệng, cái đuôi đều có thể sánh ngang được với vĩnh hằng thần binh. Những bộ vị khác thì yếu hơn một chút, như cánh rơi thì mềm dẻo, cái bụng thì mập mạp hơn một ít. Thân thể đã đáng sợ như vậy, lực lượng tốc độ cũng không cần phải nói. Vừa rồi đôi cánh rơi cực lớn khẽ vỗ, không có tinh diệu cỡ nào, chỉ là ý vào lực lượng chênh lệch tuyệt đối mà mạnh mẽ vỗ ra một cái, trực tiếp đập cho ba tu hành giả bay về phía sau, bị giày vò vô cùng thảm. Đám tu hành giả này quả thực là vô dụng. Kỳ bức màu vàng dang rộng đôi cánh rơi cực lớn, đứng ở bên trên phi chu, ánh mắt âm lãnh đảo qua toàn bộ tu hành giả ở bên trên phi chu. Trong lòng các tu hành giả hiện lên suy nghĩ tuyệt vọng, làm sao bây giờ, nên ngăn cản như thế nào đây? Không có ý nghĩa, tất cả đều chết đi cho ta. Trong miệng đầu kỳ bức màu vàng này phát ra tiếng cười chói tai, đồng thời nó cũng lao thẳng về phía một tu hành giả cách nó gần nhất, khiến cho tên tu hành giả kia sợ tới mức lập tức mà rút lui. Vèo! Kiếm quang chói mắt lập tức xuyên qua khoảng cách không gian, trực tiếp chắn ở phía trước mặt đầu kỳ bức màu vàng, va chạm với móng vuốt sắc bén của đầu kỳ bức màu vàng này. Keng! Đầu kỳ bức màu vàng này không khỏi dừng lại đôi chút, mà Kỳ Linh lại không kìm lòng được mà liên tục, không ngừng liên tục lui về phía sau ba bước. Ngay cả Phi Chu cũng phải rung động lắc lư không thôi. Đồng tử của Kỳ Linh co rụt lại, nhìn chằm chằm vào đầu kỳ bức màu vàng ở phía trước. Lúc này, lực lượng xương khói hoa xanh đã hoàn toàn gia trì toàn thân. Ở dưới cố lực lượng này gia trì, Kỳ Linh không có để ý tới uy năng trận pháp gia trì đối với bản thân nữa. Lực lượng đáng sợ, so với lực lượng của ta còn lớn hơn rất nhiều. Đầu kỳ bức màu vàng cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, nhìn kỹ Kỳ Linh. Trong lúc nhất thời, bên trên phi chu là một mảnh yên tĩnh. Tất cả tu hành giả ở đây đều chú ý tới một màn này. Thần thông ba đầu sáu tay hiện ra, cầm trong tay sáu thanh thần kiếm, Kỳ Linh đang giằng co cùng với đầu kỳ bức màu vàng. Đầu kỳ bức màu vàng này nhìn kỹ Kỳ Linh, miệng cười lạnh lại phát ra âm thanh chói tai, thanh âm quanh quẩn ở trong hư không chung quanh. Không nghĩ tới lại còn có một người lợi hại hơn, có lẽ ngươi là người lợi hại nhất ở bên trên phi chu này rồi. Là Bắc Minh huynh đệ ư? Là Bắc Minh đạo hữu sao? Các tu hành giả khác thấy thế đều đại hỉ, bọn họ đều rất kinh sợ thực lực mà Kỳ Linh thể hiện ra. Thế nhưng lúc này trong lòng bọn họ đều có khát vọng, đó chính là khát vọng sống. Chỉ có điều không có tác dụng đâu, người vẫn sẽ khó tránh khỏi cái chết ta mang lại. Đầu kỳ bức màu vàng cười một tiếng quái dị nói, tất cả tu hành giả ở bên trên chiếc phi chu này đều sẽ phải chết thôi. Trong tiếng cười quái dị, thân thể của nó lập tức hóa thành ảo ảnh, lao thẳng về phía Kỳ Linh. Giết! Kỳ Linh cũng không lùi bước, tay cầm sáu thanh thần kiếm, trực tiếp liên tiếp đối phương. Kỳ Linh giống như một đạo lưu quang, cánh rơi màu vàng lại giống như một đạo ảo ảnh. Cả hai lập tức va chạm vào nhau, lực lượng và tốc độ của Kỳ Linh đặc biệt kinh người. Cánh rơi màu vàng ở trên phương diện lực lượng và tốc độ còn mạnh hơn Kỳ Linh rất nhiều. Phanh phanh phanh! Cả hai lập tức giao phong mấy mươi lần, không có ai dám tới gần chung quanh thân hai người bọn họ. Nương theo một tiếng vang thật lớn vang vọng, cái đuôi màu vàng cùng với kiếm quang đụng vào bên trên phi chu, làm cho phi chu bị va chạm tới mức nghiêng ngả. Tất cả tu hành giả, sinh linh kỳ bức đều bay ra khỏi phi chu, tránh ra xa Kỳ Linh và kỳ bức màu vàng đang chém giết với nhau. Trong không gian kim đan hỗn độn của Kỳ Linh, hiện tại đạo thụ cũng đã cao hơn 3 vạn trượng, cảnh giới kiếm thuật cũng đã cực cao, uy năng của 6 thanh vĩnh hằng thần binh từ Quang Quỳnh ở trong tay cũng lớn tới mức không hợp thói thường. Lại có thêm thanh hoa sương mù chi lực gia trì, khiến cho thần thể của Kỳ Linh có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Thế nhưng oanh, Kỳ Linh lảo đảo bay ngược về phía sau, chỉ là kiếm pháp của hắn cũng không có loạn, vẫn như trước nhìn chằm chằm vào đầu kỳ bức màu vàng đang ở phía xa. Lực lượng của nó quá mạnh. Trong lòng Kỳ Linh vẫn có chút kinh hãi. Rõ ràng kỹ xảo chiến đấu rất bình thường, thế nhưng lại có thể áp chế được ta như trước. Đôi cánh rơi cực lớn của đầu kỳ bức màu vàng này giang ra, ánh mắt thì nhìn về phía xa xa. Nó chú ý tới hơn 90 tên tu hành giả đang chiến đấu với rất nhiều hài nhi ở dưới trướng của nó. Đám tu hành giả dần dần dễ dàng hơn, bởi vì số lượng kỳ bức cũng đang dần dần giảm bớt. Điều này làm cho kỳ bức màu vàng hơi có chút lo lắng. Trước tiên cứ để cho người sống lâu một lát vậy. Thanh âm chói tai của đầu kỳ bức màu vàng này vang lên, sau đó thân thể tạo thành một đường vòng cung, muốn bỏ qua Kỳ Linh bắn thẳng về phía các tu hành giả khác. Cái gì? Không tốt rồi. Hơn 90 tên tu hành giả vừa chiến đấu vừa chú ý tới động tĩnh bên này vô cùng kinh hãi. Bọn hắn đã sớm phát hiện ra tốc độ của đầu kỳ bức màu vàng này rất nhanh,
Thế nhưng kỳ bức màu vàng quá kiêu ngạo, lúc trước nó đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, tùy ý để cho ba người cửu tâm thấy rất thần công kích, mà vừa rồi cũng chính diện chém giết một hồi lâu với kỳ linh. Hiện tại hiển nhiên kỳ bức màu vàng đã nóng nảy, bất chấp ngạo khí, nó muốn bỏ qua kỳ linh để giết chết các tu hành giả kia. Đừng có trốn! Kỳ linh hét lớn một tiếng, lôi điện chi rực ở sau lưng hiện ra, cánh chim chấn động, tốc độ tức thì tăng vọt. Dừng lại! Ở chỗ mi tâm của kỳ linh bỗng nhiên bắn ra một đạo lôi điện màu vàng đỏ chói mắt. Đạo lôi điện màu vàng đỏ này có tốc độ vô cùng kinh người, vượt xa tốc độ của đầu kỳ bức màu vàng này, trực tiếp phẫn nộ bổ vào chân người đầu kỳ bức màu vàng. Đây chính là kiểu nguyên thần lôi mà hiện tại kỳ linh đã luyện thành. Tiếng đùng đùng vang vọng không dứt, đạo lôi điện màu vàng đỏ này hoàn toàn bao phủ lấy đầu kỳ bức màu vàng. Dùng trình độ thân thể cường đại của đầu kỳ bức màu vàng này, căn bản không cần phải quan tâm tới lôi điện màu vàng đỏ, chỉ là lực chói buộc của đạo lôi điện màu vàng đỏ này quá sức mạnh mẽ, tựa như có một gã cường giả thế giới cảnh đỉnh phong đang dốc sức liều mạng vậy, khiến cho tốc độ của đầu kỳ bức màu vàng này cũng bị một chút ảnh hưởng. Tốc độ của kỳ linh vốn đã nhanh, cũng là cấp độ đạo quân, lại có thêm lôi điện chi dực, vốn tốc độ giữa song phương chênh lệch cũng không lớn. Lúc này đây lại có kiểu nguyên thần lôi chế buộc, cho nên kỳ linh lập tức đuổi theo được nó. Đáng chết mà! Kỳ bức màu vàng có chút giận dữ. Tốt quá, Bắc Minh huynh đệ rất lợi hại. Bắc Minh đạo hữu, bội phục, bội phục mà! Từ phía xa xa truyền đến một ít thanh âm kinh hỉ, cũng truyền đến một ít tiếng cười. Kỳ linh đuổi theo kỳ bức màu vàng, sáu thanh vĩnh hằng thần binh giống như một mảnh ác long màu đỏ dài hẹp điên cuồng công kích về phía đầu kỳ bức màu vàng này, lại một lần nữa dây dưa với đầu kỳ bức màu vàng. Chư vị nhanh chân lên một chút đi, nhanh chóng giải quyết xong những đầu kỳ bức kia đi. Kỳ linh cười hô lớn. Được, những đầu kỳ bức này hay vẫn có thể đối phó một cách dễ dàng mà. Chư vị đạo hữu nhanh lên một chút đi, Bắc Minh huynh đệ ngăn cản đầu kỳ bức màu vàng kia cũng không dễ dàng gì đâu. Cả đám tu hành giả đều nhìn thấy được hy vọng sống sót, cả đám đều ra sức giết chóc những đầu kỳ bức còn lại. Kỳ linh thì một chọi một chém với đầu kỳ bức màu vàng duy nhất này, đồng thời cũng phóng thích ra kiểu nguyên thần lôi để áp chế đối thủ. Uy năng từ kiểu nguyên thần lôi của hắn hoàn toàn ngưng tụ ở trên người kỳ bức màu vàng, thế nhưng cũng chỉ vẹn vẹn làm ảnh hưởng tới tốc độ của nó một chút mà thôi. Chuyện này khiến cho kỳ linh không khỏi không sợ hãi, thán phục trình độ thần thể cường hãn của đầu kỳ bức màu vàng này. Nếu như ta vận dụng nguyên nhất thủy hỏa hồ lô phóng ra thủy hỏa thần lôi, có lẽ so với kiểu nguyên thần lôi của ta còn mạnh mẽ hơn một chút. Kỳ linh âm thầm cảm khái nói. Bất quá có lẽ cũng chỉ mạnh mẽ hơn được một bậc mà thôi, tối đa cũng chỉ có thể khiến cho ta chiếm thượng phong, vẫn rất khó có thể chém giết được đầu kỳ bức màu vàng này như trước được. Nguyên nhất thủy hỏa hồ lô ở bên trong chứa hai đạo đạo chi thần lôi. Đạo chi thần lôi đối phó với dưới đạo quân hầu như có thể quét ngang được, bất quá có lẽ cũng có thể một kích giết chết thế giới cảnh viên mãn, tối đa cũng mạnh hơn một tia so với kiểu nguyên thần lôi mà kỳ linh vất vả luyện thành. Hai đạo đạo chi thần lôi thủy hỏa kết hợp uy năng sẽ còn mạnh hơn, có lẽ có thể dùng một kích để giết chết thế giới cảnh đỉnh phong, có thể làm trọng thương tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong. Đối với nhất bộ đạo quân cũng có lực chế buộc rất mạnh, thế nhưng lực lượng thần thể của đầu kỳ bức màu vàng này quá mạnh mẽ, một ít móng vuốt sắc bén, hàm răng, cái đuôi, các loại bộ vị ở trên thân thể có thể so sánh được với vĩnh hằng thần binh, như cái bụng, cánh rơi, ngay cả các loại bộ vị yếu kém này cũng có thể so sánh được với đạo chi thần binh, cho nên kiếm của kỳ linh cũng rất khó có thể xúc phạm được tới thân thể của nó. Hơn nữa, nguyên nhất thủy hỏa hồ lô chính là trọng bảo, ta muốn mua nó cũng mất 50 vạn phương hỗn độn linh dịch. Nếu như thi triển ra, đạo chi thần lôi vẫn rất dễ dàng bị phân biệt. Lại nói, nguyên nhất thủy hỏa hồ lô lại là vĩnh hằng pháp bảo có danh khí rất lớn, một khi bị người khác nhận ra, đợi những tu hành giả này đến bên bờ bên kia của hắc ám chi hải, một khi tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ ta sẽ gặp phải phiền toái rất lớn thôi. Tuy rằng hiện tại cả đám đang đồng tâm hiệp lực, thế nhưng bảo bối có giá trị 50 vạn phương hỗn độn linh dịch, đừng nói là thế giới cảnh, ngay cả sinh tử đạo quân yếu một chút cũng sẽ động tâm. Kỳ linh mua nó là để làm đòn sát thủ, sử dụng khi gặp chuyện ảnh hưởng tới cái mạng nhỏ của mình, hay là cũng có thể lấy ra tu luyện lúc bản thân đang tu luyện kiểu nguyên thần lôi. Giết, giết, thống khoái mà, giết đi. Bởi vì có kỳ linh kiềm chế đầu kỳ bức màu vàng, cho nên mới khiến cho các tu hành giả càng ngày càng chiếm thế thượng phong, số lượng kỳ bức chết cũng càng ngày càng nhiều. Bắc Minh đạo hữu, tiếp tục chống đỡ trong chốc lát nữa, chúng ta sẽ lập tức đến trợ giúp ngươi thôi. Rất nhanh, chúng ta sẽ tới. Đám tu hành giả nhanh chóng giết chóc đám kỳ bức còn lại,
mà đầu kỳ bức màu vàng một mực bị kiềm chế, lại phẫn nộ phát ra tiếng rít vô cùng chói tai. Rốt cuộc nó đã không chịu nổi được nữa mà phát ra tiếng gào thét: "Các con đi, chúng ta đi!" Oanh! Đầu kỳ bức màu vàng này vỗ được cánh rơi cực lớn, trong lúc nhất thời thủy triều không gian trở nên mãnh liệt. Sau đó nó bay thẳng về phía xa xa rồi nhanh chóng bỏ chạy. Chín đầu kỳ bức màu bạc cùng với một ít kỳ bức màu đen còn sót lại cũng nhanh chóng hoảng sợ chạy trốn. Tốc độ của mỗi một đầu đều nhanh vô cùng. Kỳ Linh ở phía xa xa nhìn kỳ bức màu vàng biến mất, hắn cũng không có ý định đuổi theo. Dù sao nếu như đuổi theo mà nói, rất có thể hắn sẽ rơi vào trong vòng vây của đám kỳ bức kia. Hơn nữa những kỳ bức này vốn được thay ngén từ bên trong hắc ám chi hải, cho nên đối với hắc ám chi hải rất là quen thuộc. Nếu như hắn cứ đuổi theo, nó không chừng sẽ bị dẫn dắt vào bên trong một ít thiểm địa đáng sợ nào đó. Đã xong rồi, Kỳ Linh nhẹ nhàng thở ra, có thể làm cho những đầu kỳ bức này biết khó mà lui, như vậy cũng đã xem như kết quả rất tốt rồi. Dù sao mục tiêu của Kỳ Linh cũng chỉ là đi thiên thương vực, mà không phải đi giết chết kỳ bức bò vàng này. Bên trên Phi Chu, cả đám tu hành giả đều trở về Phi Chu. Phi Chu cũng bắt đầu dần dần tăng tốc. Bắc Minh huynh đệ, lần này thực sự là nhờ có ngươi rồi. Nếu như không phải có ngươi ra tay, chỉ sợ chúng ta đã mất mạng rồi. Nói ra thì thật xấu hổ, lúc trước ta còn tưởng rằng ta là một trong những người mạnh nhất ở trên Phi Chu này. Thế nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng chỉ cần một chiêu thì Bắc Minh huynh đã có thể đánh bại được ta rồi. Không ngờ ở trên Phi Chu chúng ta lại có thể gặp được tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong. Khó có được, khó có được. Bắc Minh đạo hữu à, để ta mời ngươi một ly nào. Bên trên Phi Chu tràn ngập tiếng cười, bởi vì dưới uy năng của trận pháp gia trì, tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong cũng đã đủ để so sánh được với nhất bộ đạo quân, cho nên rất nhiều người trong bọn hắn đều cho rằng Kỳ Linh là tồn tại vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong. Thế nhưng bọn hắn lại không biết rằng vốn Kỳ Linh có thanh hoa sương mù chi lực gia trì, so với uy năng trận pháp còn mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên có thể không để ý tới uy năng của trận pháp gia trì. Đương nhiên Kỳ Linh cũng sẽ không nói, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Nếu như không có mọi người, ta cũng sẽ bị kỳ bức màu vàng và mấy nghìn kỳ bức khác vây công thôi. Khi đó ta cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Kỳ Linh cũng cười, uống rượu, nói chuyện cùng với các tu hành giả khác. Ở bên trong hắc ám chi hải, thủy triều không gian mãnh liệt vô cùng. Phi Chu chở 98 tên tu hành giả nhanh chóng phi hành. Các tu hành giả ở bên trong Phi Chu đang uống rượu nói chuyện với nhau, ăn mừng sống sót sau tai nạn. Mà đúng lúc này, vèo xoẹt, ở bên trong thủy triều không gian chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa động khổng lồ tối đen như mực. Cửa động này rộng trong vạn dặm, chỉ thấy trong miệng cửa động này chậm rãi xuất hiện một cái đầu lâu. Cái đầu lâu này vô cùng lớn, to lớn tới trăm vạn dặm, có một đôi mắt giống như hai quả ngôi sao cực lớn bằng hỏa diễm đang quan sát cố Phi Chu kia. Cái gì? Trời ạ, cái này là... Đám tu hành giả còn đang bưng chén rượu ở bên trên Phi Chu hoảng sợ trừng to mắt, kể cả Kỳ Linh cũng vậy. Mỗi người đều cảm nhận được chân linh đang run rẩy, cảm giác được lực uy hiếp vô cùng đáng sợ. Đó chính là cái gợi ý của dòng sông vận mệnh đối với bọn họ. Vèo xoẹt, cái đầu lâu cực lớn này mở miệng ra, lập tức tạo thành một cái thông đạo thời không tối đen như mực. Các tu hành giả ở bên trong Phi Chu, cho dù là người mạnh nhất như Kỳ Linh định vỗ lôi điện chi dực rời đi, thế nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi được lực lượng thôn phệ này. Toàn bộ Phi Chu tất cả đều bị hút vào bên trong. 98 tên tu hành giả tất cả đều bị hút vào bên trong thông đạo thời không tối đen như mực này. Bên trong thông đạo thời không vặn vẹo, rất nhanh Phi Chu này và 98 tên tu hành giả đều biến mất ở trong miệng của cái đầu lâu cực lớn kia. Đôi mắt giống như hai quả ngôi sao hỏa trên đầu lâu lại liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó mới chậm rãi rút về bên trong cửa động khổng lồ tối đen như mực. Tiếp đó cửa động đóng lại, toàn bộ hắc ám chi hải lại khôi phục bộ dáng như thường ngày. Chẳng qua là cố Phi Chu chở 98 tên tu hành giả cũng đã biến mất ở bên trong hắc ám chi hải. Bên trong một cương vực vô tận cách hắc ám chi hải xa xa, trên một quả hỗn độn tinh thần có một cỗ tinh thạch hình thoi cực lớn tản mắt ra từng đợt chấn động. Đi gần lại, còn có thể tiến lên gần thêm được nữa mà. Bên trên tinh cầu hỗn độn này cũng đã tụ tập hơn 100 tên thế giới cảnh. Ánh mắt của từng người trong bọn họ đều tràn ngập vẻ nóng bỏng nhìn tinh thạch hình thoi cắm ở trên mặt đất. Tinh thạch phát ra chấn động trực tiếp truyền vào trong đầu của bọn hắn. Cơ duyên bậc này nhất định phải nắm chặt, lại tới gần thêm một chút đi. Mỗi một thế giới cảnh giống như trẻ con mới tập tễnh học đi vậy, tất cả đều gian nan từng bước một mà tiến lên phía trước. Ngày càng tới gần khối tinh thạch hình thoi kia,
áp bách vô hình mà bọn họ phải chịu lại càng mạnh. Lực áp bách trực tiếp tác dụng lên bên trên chân linh của bọn họ. Thế nhưng bọn họ vẫn cố gắng đi tới gần. Chỉ có như vậy mới có thể nghe được rõ ràng thanh âm ẩn chứa ở bên trong chấn động. Đó là thanh âm của đạo. Xoẹt xoẹt. Trên không trung hỗn độn tinh thần đột nhiên có một cái cửa động tối như mực hiện ra. Từ bên trong cửa động chậm rãi vươn ra một cái đầu lâu cực lớn. Hai mắt như hỏa diễm của cái đầu lâu này mở ra quan sát những tồn tại thế giới cảnh ở bên dưới. Sao? Đây là... Hơn 100 tên thế giới cảnh vốn còn đang đắm chìm ở trong kinh hỉ khi nhìn thấy được đại cơ duyên đều kinh ngạc nhìn lên trên cái đầu lâu cực lớn trên không trung. Chân linh của bọn họ run rẩy sợ hãi trước cái đầu lâu cực lớn này. Vèo. Cái đầu lâu cực lớn này mở miệng ra, khẽ hấp một cái, lập tức tạo thành một cái thông đạo thời không tối đen như mực. Hơn 100 tên thế giới cảnh trên tinh cầu này cũng không có một chút sức phản kháng nào, tất cả đều bay lên, bị thôn phệ vào bên trong thông đạo thời không này. Ngay cả tinh thạch hình thoi cắm ở bên trên mặt đất cũng bị hút vào bên trong. Vèo. Cái miệng rộng khép lại, đầu lâu cực lớn này lại rụt trở về, cửa động tối đen như mực lại đóng lại, tất cả đều lặng lẽ không một tiếng động. Tại Ca Luyện vực, đây là cương vực nằm ngoài phạm vi khống chế của đạo minh, nơi đây thuộc về phạm vi thế lực của Vĩnh Hằng nhất tộc. Ở bên trong hư không hỗn độn đang có hai đại năng ăn mặc hoa lệ sóng vai mà đi. Chỗ bọn họ lướt qua thời không vặn vẹo, nhìn như bước chậm, kỳ thực mỗi một bước đều có thể so sánh được với thế giới cảnh bình thường thi triển xuyên qua không gian, thậm chí còn xa hơn nhiều. Ca Tước à, không ngờ ngươi lại cam lòng để cho tiểu ca hoặc bái vào làm môn hạ của ta sao? Như vậy tương lai hắn mà thức tỉnh thì ít nhất cũng coi như là nửa thủ hạ của ta rồi. Đại năng là nữ, mặc trường bào màu xanh lá, dung mạo xinh đẹp, mỉm cười nói: Tiểu ca hoặc là hậu duệ có tiềm lực nhất trong vô số năm của ta. Mặc dù hiện tại nó chỉ là thế giới cánh, thế nhưng ta dốc sức tài bồi, cho nên nó cũng có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Mà đây còn không phải là tất cả tiềm lực của nó đâu. Nó am hiểu nhất chính là thời không nhất đạo. Mà ở trên thời không, bên trong toàn bộ Vĩnh Hằng nhất tộc chúng ta, ngươi chính là đại năng số 1, số 2. Chỉ có bái ngươi làm sư phụ thì nó mới có thể đạt tới rất cao thành tựu ở trên phương diện thời không nhất đạo được. Trong mắt tên trung niên có mái tóc dài màu bạc tràn ngập vẻ khát vọng nói: Trước khi thức tỉnh đã mạnh như vậy, lúc thức tỉnh nhất định sẽ lấy được chỗ tốt lại càng lớn hơn, tiềm lực cũng sẽ càng thêm kinh người. Tiểu ca hoặc ta đã nhìn nó lớn lên, từng bước một bồi dưỡng hắn ta, thì nói bái ngươi làm sư phụ cũng coi như nửa thủ hạ của ngươi. Chỉ có điều vì tiểu ca hoặc cho nên ta mới cho ngươi chiếm tiện nghi này đấy. Nói rất hay, tựa như ngươi chiếm nhiều tiện nghi vậy. Nữ tử mặc áo xanh cười nói: Ta cũng phải dốc sức tài bồi, cũng là tốn tâm tư mà. Vĩnh Hằng nhất tộc ta tộc nhân vốn đã rất ít rồi, hậu duệ ưu tú như vậy lại càng ít. Tiểu ca hoặc tùy thời có thể thức tỉnh, chỉ là vẫn một mực áp chế mà thôi. Đệ tử có tiềm lực lớn như vậy lại đưa tới trước cửa của ngươi, ngươi đừng có mà được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Trung niên có mái tóc dài màu bạc nói: Đầu tiên ta phải nói trước với ngươi, một khi tiểu ca hoặc đã bái nhập vào làm môn hạ của ta, ta phải dẫn dắt hắn một hỗn độn kỷ nguyên. Nữ tử áo xanh nói: Ngươi không được xen vào chuyện này. Được. Người trung niên có mái tóc dài màu bạc đáp. Hai người bọn họ vừa nói chuyện lại vừa cất bước ở trong hư không, rất nhanh đã đi tới một phương thế giới hỗn độn. Ồ. Nữ tử mặc áo bào xanh biến sắc, hai con ngươi của nàng bỗng nhiên hiện ra kim quang, chói rọi một phương thời không ở chung quanh. Sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm túc lại nói: Thời không chung quanh đã bị cưỡng ép vặn vẹo ư? Sao? Cưỡng ép vặn vẹo sao? Người trung niên có mái tóc dài màu bạc tức thì biến sắc, tiếp đó ý niệm của hắn khẽ động, lập tức xem xét phương thế giới hỗn độn này. Là tiểu ca hoặc sao? Sao lại không thấy nó nữa rồi? Tên trung niên có mái tóc dài màu bạc chấn kinh nói: Sao ngay cả nô bộc, thậm chí ngay cả thủ hộ giá của phương thế giới hỗn độn này đều biến mất như vậy được? Dựa theo quy củ của hắn định ra, thủ hộ giả không có mệnh lệnh của hắn thì tuyệt đối sẽ không được phép rời khỏi nơi đây, bởi vì nơi này là nơi mà Ca Tước Vương nhất mạch ở. Thế nhưng bây giờ, ở bên trong phương thế giới hỗn độn này, toàn bộ tất cả thế giới cảnh đã biến mất, kể cả hậu duệ ca hoặc mà hắn coi trọng nhất cũng đã biến mất. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 179 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.